Kính thưa quý vị, cái bài pháp này là tôi tổng kết lại để cho quý vị mở trí huệ mà tôi thương cô Hạnh Giác. Nhân có cái tang lễ của cô Hạnh Giác mà tôi mới nói cái bài pháp này. Ngày nào nó còn nằm trên mạng, có mỗi một người nghe mà họ khai mở trí huệ thì cô Hạnh Giác lại được phước. Quý vị, nhiều khi tôi thấy những bà già tôi cứ khuyên đi tu hoài, thấy những ông già như là tôi thấy như là ông Hùng của tôi khuyên rồi vô đây, người ta tưởng chùa tôi ế lắm, người ta năn nỉ năm sanh nữ tú vô đâu mà thỉnh mấy ông già bà già năn nỉ vô tôi gì, thương cảm. Thí dụ một ngày nào đó tôi con nhìn con biết cái người đệ tử mình chẳng bao lâu sẽ đọ chết rồi đó, họ không còn trở lại thân người, họ rơi vào làm con thú để trả nghiệp, rồi hoặc là rơi vào những cái loài mà ngạ quỷ đói. Đó nên á, mình thương cảm mà mình phải để cho họ thấy họ sắp đi vào cái cảnh khổ, cho nên không chịu nổi mới nói như vậy thôi. Chứ bây giờ không có chùa nào mà đi năn nỉ một ông già bà già mà 70 đi tu, không có. Bây giờ thầy nói con nghe nha, bây giờ thầy tặng cho con thử ông già về đưa, bây giờ con đem con nói về con đưa cho thầy đi, dám không? Nó tôi tặng cho ông Hùng đó, tại vì nuôi cái người này không có biết mà đứt sợi dây nào, bất cứ lúc nào trên thở xì dưới mang tả rồi là thấy mình phải lo cho họ cả cuộc đời. Nhưng mà đó là thể xác thôi. Quý vị thấy một cái đám tang như vậy rồi đó, mẹ mình mất, ba mình cũng sẽ mất, mình cũng sẽ mất, và cứ lần lượt chúng ta đều bị án tử hình rồi đó quý vị ơi. Lọt ra ở cõi đời này thầy trò chúng ta đều bị án tử hình, có không? Nhưng mà thà là nó tử hình, nó tử hình như là một cái người phạm tội ở Mỹ này tử hình xong nó kêu án tử hình, nhưng mà 10 năm sau đó, nó mới đem đi bắn. Thì trong thời gian đó, đó quý vị ở tù ở bệnh đó, nó hư đang hư nó có nha sĩ không? Có. Bệnh có bác sĩ không? Có. Mình không đóng tiền điện, không trả tiền gác, không trả tiền mô gạch, đúng 10 năm nó đem nó bắn tới bụng rồi. Nhưng mà lần này chúng ta vừa bị án tử hình mà vừa phải làm vừa đóng thuế, vừa lo đủ thứ chuyện hết trọi mà chúng ta cứ nhẫn nhơ không có biết. Ngồi trong cái đám tang này với sang năm cộng lại tới cái giờ này đám dỗ chưa chắc đã có đủ mặt nữa, vô thường lắm. À, bây giờ tụi con cứ khóc lóc lo cho mẹ con, bây giờ bà thành công rồi đó, bà có tu đó. Nhưng mà cái đời con, tụi con là tụi con vô thì con, tụi con nó cũng khóc. Khóc mà không ở trong cái nhà lửa này á, bốn cái hòn núi nó đã đè chúng ta, là bốn cái hòn núi gì? Sanh, già, bệnh chết. Mình mới lọt lòng ra là cái bốn cái hòn núi này nó cách xa đứa nhỏ là 100 năm. Mỗi một năm là bốn cái hòn núi này nó xích gần một chút, hay nó thẳng ra tới nhà hoài. Mỗi một lọt lòng đứa nhỏ lọt lòng ra là cái khoảng cách nó từ cái bệnh viện tới nhà hoài còn 100 năm. Đó là nói chung vậy chứ làm gì 100 năm. Có gì trên bàn thờ, có gì đứa nhỏ thờ không? Có không? Rất nhiều. Cho nên á, mà chúng ta á, cái giờ cái đông tây nam bắc rồi đi, dạy nhất là những người đó đã bị án tử hình rồi mà không tìm con đường để thoát, mà còn đi đến vô đi làm cho đã, cuối cùng lãnh cái chết ra 2-3 ngàn đi vô nộp sổ bay rồi lại là thua rồi về nằm lại tham thức ăn không được ngủ không được. Thành suốt đời mình sống có lý tưởng gì vậy? Công cha, công mẹ, ơn quốc gia, ơn tổ quốc chưa tả. Trong khi đó mình sống, mình sống với cái nhân viên, những người mà đánh bài sống với nhân viên như con thú thì đời sau là sẽ con thú rồi. Chắc chắn mình đốt quá nhiều phước rồi. Tụi con đi vào chợ, tụi con nhìn một cái con cá mà nó nằm ở trong hồ, cá tươi bơi lội trong hồ, nó là những người cũng có Phật tánh như chúng ta. Nhưng vì lúc còn làm thân người không có lo tu, giờ này nằm đó chờ trả nghiệp à. Rồi những con gà mà nó nằm ở trong các cái farm đó, mỗi một ngày nước Mỹ nó đưa vô lò để mà mổ gà, nó già chịu.
triệu con để làm trả nghiệp, mà mình được cái thân người này quý lắm mà mình không biết bám vào cái này. Tụi con nhìn coi, cần được ai cũng bị án tử hình hết, mà Đức Phật chỉ cho mình con đường để chấm dứt là con đường tu hành. Có bốn, có những cách để thoát. Một là tụi con tự ngồi thiền định, tự khai mở trí huệ, rồi tụi con á làm chủ được cái cảm thọ đau đớn, và cuối cùng tụi con chọn được cái cảnh giới tụi con đi, gọi là chứng quả A-la-hán. Mà chọn con đường đó, muốn tu là phải hết tham, hết sân, hết si. Ở đây có ai dám dỗ được hết tham không? Tham tu cũng là tham, nhưng mà tham đó nó đưa về cái cõi kia, nó Đức Phật chỉ đạo dạy dỗ tiếp nha. Cho nên tụi con thấy cái cảnh này, cái giờ ba mất má mất ra khóc, khóc cho đã rồi cũng không làm gì được. Tới mình cũng vậy, mình không có tìm con đường để mà mình giải thoát. Thì đó có nhiều cách thông môn tu. Một là tụi con tự tu thiền để tụi con làm chủ được cái tham sân si, rồi tụi con tự tại lúc sinh tử. Không có ai làm được người này hết. Tu thiền mà phải ngồi viết bài kệ rồi ra đi. Còn má con là cư sĩ đó, bà tu thiền tử sư phụ đó, mà bà biết được 5 ngày bà ra đi đó, bà cũng kêu tụi con là bà dặn dò đó. Trước khi má con nói 5 ngày nó đi, bà có nói với Vũ cái gì không? Bà có sắp xếp gì không? Má con nói cái gì? Đưa mấy con không? Không, cái nói con Đức lấy mấy con phôn. Cái người mà biết trước 5 ngày đi, người nó sẽ sắp xếp công việc. Nói vậy là học đẹp, cái này là tôi dạy bà pháp thực tế nhất này. Người đệ tử đầu tiên của tôi, mặc dù nóng ở cõi trán, nóng nhất chưa có hộ niệm, nóng nhất lấy từ 25 ngày từ nhà xác ra của nhà hoàng. Má con sau khi thông báo là 5 ngày nữa má đi đó, thì bà sắp xếp như thế nào, bà dặn con làm cái gì? Má con thì con nói cho ta học, tức là đương nhiên má con biết 5 ngày nữa má con mới chết, má ra đi thì má con phải sắp xếp, sắp xếp cái gì để dặn được con, cái người đã biết mình đi chết thì phải sắp xếp chứ. Hỏi tại
tại sao mà dám nói vậy đây nè, coi lại những cái phim nè, những cái đoạn cuối nè, hội niệm như thế nào thế nào, nóng ở đâu và sàn ra xá lợi, tôi biết má tôi ở cõi cực lạc. Còn nếu mà má mình không về cực lạc rồi đó thì má con đi đâu thầy cũng không biết, mà tụi con mẹ con đời đời cũng không còn cơ hội để gặp nhau nữa. Bây giờ con dâu có thương cách mấy, con khóc cách mấy thì không có ai gánh nghiệp được ai được. Tôi thí dụ khi mà vợ của con, vợ của thằng con Lộc nè, mà mắc bầu á, có đau bụng, con không thể nào đau thế vợ con. Mà khi mà vợ con đau bụng, mẹ chồng cũng không đau thế được, không ai có thể đau thế được cho ai. Thương cách mấy, nhưng mà mình không có thể chịu được. Cho nên từ chỗ đó từ con trí huệ thấy má, thì ý muốn là hai lai với này là má con là một cái người đệ tử chết trong cái tỉnh táo, biết trước và nói là có di chúc và con cái phải làm theo. Còn nếu má con không tỉnh táo thì chắc chắn rằng má con không có làm cái tang lễ tại đây, mà sẽ làm tang lễ tại New Jersey. Mà tại New Jersey thì tụi con là những người không có học được những cái gì Phật dạy để giúp cho một người đi từ cái cõi người này tiến lên cái cảnh giới cao hơn. Cho nên đó là những cái mà tụi con thấy những người ngồi trong đây phải biết. Thầy tám miệng nói biết bao nhiêu bài pháp là vì trả ơn Phật, chứ không có gì hết, vì trả ơn Phật. Còn nếu mà làm cái đám chỉ vô tụng vài câu á hả, AIE rồi danh một cơm lên cúng rồi xong cái đó là làm coi như là nó không có rõ ràng, không có lương tâm. Cho nên nhiều khi có nhiều người họ coi trên mạng, họ thấy thầy năn nỉ ông già bà già này vô tu đi, họ tưởng cái chùa này chắc ế lắm, chắc tôi chắc rảnh lắm, tôi không có rảnh đâu nha. Tám ngày xong á, ngày mai là thầy phải bay qua để lo một cái đám còn nằm ở trên bên Texas. Lo Texas vừa xong, thầy phải bay về San Jose để lo cái đám ở San Jose cũng nằm chết rồi đó. Cho nên bận lắm. Bận lắm nhưng mà vì trả ơn Phật đó, Phật xuất hiện ở thế gian này đó, không phải dạy quý vị làm vua. Phật đã làm vua rồi, Phật từ bỏ hết rồi đó, mà cũng chả dạy quý vị làm giàu. Tôi nói thật á, giàu cỡ Bill Gates, giàu cỡ Elon Musk, nhưng mà chết chưa chắc biết trước 5 ngày như má con. Không có gì có được lạc dễ vậy đâu. Rồi bỏ lại hết những cái đó không đem, ở Bill Gates mà chết rồi cũng không đem được cái gì hoài, cái nghiệp lành và nghiệp dữ thôi. Tụi con có làm cho mấy thì ăn cũng vô trong một cái bò tử thôi, chứ không ăn hơn được đâu. Tụi con thỉnh dùng cho thầy đi. Cứ mà hàng thầy cứ làm đi làm lại cái nhìn. Ba má bệnh thì khóc lóc, nghĩa là khóc lóc cho đã, mà đâu khóc đâu có giải quyết được. Thấy không? Mà bây giờ còn giải quyết được như ông Hùng thì chiều nay là đi xả ra để chui vào địa ngục đi, để tìm người yêu. Mình nhìn thấy ông Hùng đó, ông Hùng lớn tuổi 69 á, như vậy cái ông trẻ tuổi đó, ông 20 là ông 69 á, mà ông 20 là giác ngộ vô thường. Không dám lấy vợ. Không dám lấy vợ. Còn ông 69 hỏi lấy vợ không? Có chứ. Thấy ai chỉnh ai mê rồi đó. Nhìn thấy bởi vậy thầy cái chứng kiến đám ma bài. Bao nhiêu đám ma nó đi là một cái bài. Khi mà mẹ mình còn sống thì mình hầu như mình cũng nghĩ nó sống hoài. Cho nên mình vô mình muốn về thăm mẹ thôi để khi khác đang bệnh. Rồi tới khi bây giờ mẹ mất rồi đó, thì mình cũng muốn nối tiếp ngồi lại để ăn với mẹ những bữa cơm, ăn những cái trên gì đó, rồi chè xương nước để được mẹ ăn, để rồi tìm những không khí nó không còn nữa. Nhưng mà tại vì tụi con cứ nghĩ là không có giết ma như vậy đâu. Sẽ đón được con vợ con lập khóc là chắc nó không chấp nhận má nó chết, nó mới đèn sao chết được, tức quá, phải không? Con không chấp nhận cái chuyện má con chết, phải không? Tưởng gì giấc mơ, đúng không? Không chấp nhận. Nhưng mà rồi sao? Cái cảnh này nó sẽ xảy ra hết đời mẹ mình là tới đời mình. Rồi vài bữa nữa là vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, rồi cũng cứ như vậy mà không tìm ra một cái lối nào hết. Từ đây đi về Việt Nam đi, còn trở lại mà chuẩn bị đủ thứ nữa nè.
biết chỗ đi và chỗ đến. Còn có những người chết rồi đi không biết đi về đâu nữa, không biết đi về đâu nữa. Thương yêu cho lắm, nó không muốn xa lời, nhưng mà là ở đây có những người mà nửa đêm nghe tiếng ngáy của ông chồng không còn nữa, rồi lờ qua thế là ngắt làm sao, có dám ngủ nữa không, sợ ma liền. Cho nên tụi con tỉnh dùm ý thầy thương, thầy thấy thầy thương xót rồi. Hầu như mấy trăm mấy ngàn ngôi chùa ở trên Mỹ này họ không bao giờ họ dám nói tới cái chết, vì họ tránh cái đó. Mà tránh sao tụi con có biết đâu, chỉ cho nó coi mình có cái hồn về để đâu rồi mới. Để bên nhà kho, bên tháp địa tạng cũ. Tháp địa tạng cũ, thầy hồi đó mỗi đầu năm đó, đệ tử thầy đua nhau chui vô hồn đó. Hầu như người nào cũng đã chui vô nằm chết thử hết rồi đó. Tụi con chưa có chết thử, tụi con không biết. Cái đây là một Tết, người ta xử nhất là chết, mà thầy nó đệ tử, thầy mặt mày tư như qua chui vô mà chết. Có khi xếp hàng để được chui vô đó mà chết. Có năm vô đêm giao thừa nữa. Người nào chết sớm là bị gan tị. Gan tị. Thật ra đã chui vô để có cái cảm giác. Nhưng mà quý vị ơi, hôm nay là tại thì đệ tử thầy nó đứa nào cũng đã chui vô hồn có đứa dạy ba lần rồi, cho nên thầy không làm cái hồn vẫn còn mới tinh đó, cũng cách đó chứ, làng nào cũng có cái hồn hết á. Dạ, mua hồn mới. Thấy không? Cho nên nó tỉnh dùm vô thường đi. Sư phụ cho con xin phép hỏi, có hai người tên Hùng, Hùng nhỏ bên đó đó. Hùng nhỏ. Là con cũng mới có mười mấy tuổi mà chết vô thường đó. Đây mà này, giác ngộ liền. Hùng lớn hơn con. Nó ngủ nửa đêm nó đi hồi nào cũng hay, mà thằng con rất là hiếu thảo. Thầy kệ niệm đây cũng vậy nè, có đứa con duy nhất. Ông ở đó cũng không phải đệ tử của thầy vậy. Thằng con kỹ sư nó đang ngủ, hôm trước nó chưa có vợ. Rồi sáng ra thường thường là nó đi làm, rồi nó dậy đi bản ra, thế nó còn nằm ngoài cái phòng khách, nó là ra thế nó chết rồi. Ngủ nửa đêm chết. Cái ngày thầy đi lên làm đám cho nó đó là mổ xẻ, tại bác sĩ nó vô nó mổ, cảnh sát nó mổ để điều tra, sợ nó giết không, nó banh sát hết. Ông vô ông sốc, ông có đi tu đó. Còn nếu mà tụi con hạnh phúc quá đó, thì tụi con sẽ không đi tu, thì tới hồi đối diện với cái vô thường đó, tụi con sẽ chế giới. Tránh cũng không được. Đi về Việt Nam, đi trên chiếc B747 đi với bạn đồng tu, còn có visa, passport, rồi còn có 10.000 tiền cát, quà cát đầy đủ. Rồi đi là còn trở về không? Ờ, mà còn chuẩn bị. Còn đi qua bên kia thế giới mà không có ai chuẩn bị hết. Chỉ có cô hành giác là cô đã chuẩn bị hết, cho nên cô có tự tại cô đi đó. Thầy cứ thấy một cái bản nhạc nè. Khi mà người vợ còn sống, người chồng không thấy cái tốt của người vợ. Rồi khi bà vợ lên bàn thờ rồi, ôi cha, ông chồng cũng ngồi, ông kể đủ thứ cái chuyện tốt của bà vợ mà lúc đó tu lấy rồi. Còn là ngược lại, khi ông chồng còn sống, bà vợ cũng chả thấy cái tốt của ông chồng, nhưng mà khi ông chồng chết rồi đó thì bà lại thấy cái tốt. Một cái bản nhạc nó ca đi ca hoài hoài. Cho nên lần đầu tiên một cái người đệ tử của thầy ra đi mà biết trước 5 ngày. Rồi con cháu lại được nghe lời coi như là của mẹ mình dặn dò là có di chúc, và theo cái di chúc đó là không có ý kiến gì hết. Cho nên khi thầy lên chương trình hộ niệm cho mẹ con, tụi con đều thượng thảo, đó là cái tốt thứ hai. Cái tốt thứ ba là tụi con sau cái ra đi của mẹ con thì mẹ mình ra đi, mình cũng sẽ ra đi trước hay sau mà thôi. À, nhìn trên những cái bàn thờ lên này đâu phải người già, nít cũng có nữa. Nó vô thường lắm. Tất cả tài sản, sự nghiệp tụi con á, đứt hơi thở rồi là mất hết á. Mất hết không còn cái gì hết. Mà mấy người mà làm trước nhiều tiền thì mấy người nó chết rồi khó chết đó. Còn nước còn tát đó. Cho nên nó hy vọng cái đám tang này tụi con về thầy không có phải biểu tụi con đi tu đâu. Tụi con có vợ, có chồng, có bổn phận, nhưng mà tỉnh, tỉnh dùng chút, tỉnh đi. Mỗi ngày tụi con thấy mình còn sống đây, mình còn tỉnh. Nhưng mà
đi ra đường tai nạn nó xảy ra đủ thứ chuyện á, rồi bệnh tật, rồi ung thư, rồi chết bệnh tử, rồi tai biến, bệnh máu não, đến tiền đủ thứ, mà mình vẫn cứ ngây thơ đó, mình không có biết. Coi dọn mâm lên để chuẩn bị để bắt đầu cúng cho cô 10 phút nữa thì nó dọn xong rồi chúng ta chuẩn bị cúng. Nhưng mà cái thầy nói cho con nghe, mẹ không không phải chết là hết nha. Tụi con nên biết mẹ con chết không có mất, mất cái phần thân xác thôi. Cái người mà hiểu được cái nguyên lý chết không hết là đã bớt được cái sự mà sợ chết 50%. Rồi chết về cõi lành là bớt được 50% nữa. Nhưng đó là lý thuyết. Lý thuyết. Tất cả những bà già, ông già ngồi trong này là tại vì đã tôi nghe những bài pháp của tôi mấy chục năm nay vô đây ngồi, nhưng mà sao? Vô đây ngồi là tỉnh. Nhưng mà có mê không? Tỉnh rồi nhưng mà mê lại. Mê lại là kiếm cớ để xin phép về thăm cháu, thăm nội, thăm cháu bên này cái nhà cửa rồi. Nó mình nhìn thấy cái cô Hà Diệu Phước ngày hôm qua đó, ngày thứ sáu đó, vô đây ở 19, 10 năm rồi bây giờ muốn về Việt Nam. Để gần ông, gần bà, gần con, gần cháu. Nhưng mà cô đứt hơi thở rồi đó, nó là cô ra quầy Gò Mã, cô nằm đó thôi, nhiều khi cả năm nó chưa ra thăm nữa. Đó là những cái mà mình thấy là điên đảo đó, vô minh đó, sáng. Ở trong này những người mà giác ngộ như vậy là cái ngọn đèn sáng. Nhưng mà ra quầy gặp gió, mà gió được, gió mất, gió tiền, gió bạc nó thổi cái tắt. Có không? Cũng như con Thư này nè, Tấu Thư hả? Nghe nghe thầy ngày bên tệ tu, ngày ôm bình bát, cái bình đồ công điện, ngày bỏ hết. Tại sao mình không bỏ nhà cửa mình vô vô đây, nhưng mà vô ngủ cái giường nhỏ quá, không bằng cái giường king size của mình, em muốn giọt trốn rồi. Mê thầy bên tệ mà vậy đó. Thấy vậy chứ không phải vậy, nhưng mà nó có chủ tử đó. Bây giờ con với bạn trai con á, mà thầy biết cái mặt con là cái mặt sợ ma. Con bạn trai con có ngái không? Rồi nửa đêm nghe không nghe tiếng ngái. Bữa đó nhà quýnh đại chúng tôi hết, ông bị cao máu, lợn đứt cái máu rồi. Cho con nghe bữa tụi sao bữa nay không có tiếng ngái. Vậy nhìn theo ngái rờ cái là ngắt rồi sao? Rồi sao rồi? Là lại nằm ôm để anh đi ngủ tiếp nữa là chạy? Chạy liền chạy qua là chạy liền hả? Sao hát bài thương hoài ngàn năm? Sao lúc đó hát ngàn năm xuân về một bóng thần anh? Thì như vậy rõ ràng tụi con thương, không phải là thương cái xác mà thương cái linh hồn. Khi mà cái linh hồn nó xuất khỏi cái xác rồi là làm sao đâu có dám ở gần cái xác đâu. Thành ra tụi con thương má tụi con là thương cái gì? Cái linh hồn của má con. Cái linh hồn nó biểu hiện qua tình cảm, đúng không? Mà đừng bảo là con là con dâu, người ta con thương mẹ con thì mẹ con có tình cảm với con, cho nên hả chồng con nói trời, vợ con nó thương má con còn hơn con nữa. Cặp phía đồ đang sửa, đang... Tại vì cái đời này con với bả là mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà đời trong đời bát Đức Phật con nó từng là mẹ con với nhau rồi, con hiểu chưa? Mẹ con với nhau cho nên là nó có nhân duyên để gặp lại. Đó. Chúng ta đều là cứ thay hình đổi mặt là chúng ta không nhớ, nhưng mà nó có những cái duyên làm cho mình nghịch hay là thuận. Nhìn kỹ thì tụi con phải có một cái trí huệ đầu tiên á, là mất cái thân giả tạo này, nhưng mà cái linh hồn không mất. Cái linh hồn tụi con khi tụi con ngủ, cái thân này có đi không? Mà tụi con vẫn thấy đi, vẫn thấy làm việc, vẫn thấy nói chuyện, vẫn thấy lái xe. Cái phần gì đi vậy đó là cái phần linh hồn. Cái thân này nó nằm yên đó. Mỗi một lần ngủ đi chết lại là tụi con là một lần chết đi sống lại rồi đó. Có một cái là cái linh hồn nó đi khỏi thân xác này khi ngủ, nhưng mà lúc mà thức cái này nó nhập trở về được. Còn má con bây giờ đó xích ra rồi không có trở về. Nhưng mà tất cả những cái gì tụi con xảy ra đây má con đều biết hết, biết rõ hơn tụi con. Nha.
chết không phải là hết. Và thấy như vậy đó, để mình chuẩn bị cái chết nó cũng sẽ đến khi mà mình ở cái tâm tuổi nó cũng sẽ đến, và mình phải tỉnh táo. Mình phải tỉnh táo để mình chọn cái cảnh nhớ về mình đi, đừng đi lên chứ đừng có đi xuống. Đi các cõi trời của Phật là đi lên, mà đi xuống cái cõi thấp hơn cõi người là loài thú nè, là những cái loài thấp hơn mình. Tụi con đã sanh ra đời là được cái gì? Không đuôi điếc câm ngọng, sanh ra được ở Mỹ, một quốc gia tự do sung sướng, là hai cái phước rồi. Rồi bây giờ tụi con mới giác ngộ cuộc đời vô thường qua cái chết của mẹ chồng, mẹ ruột mình, thì tụi con phải không phải biểu tụi con bỏ hết, mà phải chuẩn bị bớt mê một chút, bớt một chút. Mỗi ngày mình thấm được, mình tỉnh được chút, mình thấy là đứt hơi thở, có một hơi thở ra mà không có hơi thở vào là mất hết đó con. Mượn không á. Bây giờ là mượn nhà đó là 30 năm mua gạch, mượn xe 6 năm, thấy không? À, nhưng mà sau tới phút mà vô được bệnh viện á, là mượn cái bình oxy quý nhất, lúc đó không có gì quý bằng cái bình oxygen hết á. Có phải mấy ngày cuối cùng con má con là nó đưa bình oxygen không? À, bây giờ má con cũng không có thở oxy luôn. Vô bệnh viện mà nó không cho thở oxy. Ở nhà luôn, vậy là má quá hạnh phúc rồi. Như vậy là má con thoát được cái cầu trong bệnh viện rồi, là quá phước rồi. Là má con đã đi tại nhà luôn, không có qua chương trình hospice hả? Qua chỉ có một ngày thôi. Một ngày hết bệnh, đó là đại phước rồi. Nha, bây giờ mất mẹ đương nhiên phải buồn. Thầy cũng đã mất mẹ hồi thầy 9 tuổi rồi. Nha. Mà mẹ thầy chết một cách tang thương, mẹ thầy chết, mẹ thầy mới có 39 tuổi à. Tại những cái cuộc đời nó vô thường như vậy đó. Nhưng mà bây giờ tụi con mất mẹ phải thương, phải buồn, nhưng mình vui là mẹ mình á tỉnh táo ở đoạn cuối, biết trước ngày ra đi. Và cuối cùng mình tu, các bạn đồng tu để giúp cho mẹ mình được giảng sanh về cõi Phật. Thầy bảo đảm xá lợi mẹ con đẹp luôn. Cho nên đối với sư phụ đó là đây là một cái chết đẹp đó, cái chết có chuẩn bị đó. Thì thầy khuyên tụi con bây giờ đó, đây là một cái bài học lớn trong gia đình, nó xảy ra cho gia đình mình, tụi con tỉnh dùm đi. Tụi con có cái tới ngày nào đó rồi nó cũng sẽ giống như tụi con đang khóc, khóc má con thì sau này tuổi nó cũng khóc, khóc cho tụi con. Rồi tụi con cũng phải tỉnh táo như vậy để chuẩn bị ra đi. Mà bây giờ chẳng hạn như bây giờ là đối với sư phụ làm thì có bổn phận làm cha cũng rồi, con thầy không có nói rồi. Nhưng mà bây giờ Vũ này, Vũ nó đã từng tu, nó là con quả ở chùa rồi đó. Bây giờ mẹ mình ở đó rồi, mình muốn gặp mẹ mình ở đó là mình phải tu thôi. Mà con là thượng duyên đó Vũ. Vợ đi tu luôn. Vợ biết Vũ nó yêu vợ nó là cái gì không? Hay là nói đấy nha, đang tu đó. để là sàn xa lợi xong rồi nói hả Vũ hả? Dạ không có nói. Mấy anh chị xin xá lợi màu gì? Không có xin vậy, có xá lợi không có xin. Xá lợi thì tự công đức tu hành của má mình và công đức của mình tu đã hiếu mà nó ra chứ. Cái đỉnh đầu lên 106 độ mấy là đương nhiên phải có xá lợi rồi, khỏi có nói nữa, nhưng mà phải có cái lễ sàng. Cái ngày lễ sàng là học đức tính của nó là ngày mấy ngày? 17-18 á sư phụ như. 17-18 của tháng 8. Cái ngày đó là biết chúng từ tháng thứ mấy nữa, thì như là thứ 9, thứ 7 luôn vậy. Tụi con về nha, để xá lợi ráng về để mà dự cái mà để là cái quý vật của mẹ mình đó. Giờ là thử thách thứ 7, 49 ngày nữa. Bây giờ thôi thầy chuẩn bị làm lễ. Rồi, chuẩn bị làm lễ cho con. Bây giờ chuẩn bị đi, bây giờ tụng kinh A Di Đà.